Nghĩ nè. Chặt cây nào đây ta, ăn cây nào? Kiên ăn cây nào? Cái này hả? Chị chặt cây này nhá. Chặt cây này ăn nhá. Hơi khó chặt với các bạn. Nhìn trên đây chị chặt. Tay con, đứt tay, đứt tay. Đi từ từ con, từ từ mình chặt cho, chặt cho nha, từ từ, đưa đi nè, đi đi ra đây chị chặt ăn nha. À, mình mới chặt cái mí vô này mọi người. Bây giờ mình sẽ rót cho Ken ăn. Từ từ con, từ từ. Con vứt cái cục. Nha. Dành hết của chị giá. Ngon không? Ngon Ken. Ngon mà. Cái này ngọt mà Ken. Ngon á. Ngon không? Mí ngon không?
nè. Kênh ơi. Hả? Ừ. Chị chặt cho. Tiếp nha. Đây này con. Thôi à, không ăn rồi hả? Cái ăn rồi hả? Ăn ngon. Chén nhân của chị hả? Chén nhân ăn với chị hả?
Mm-hmm.